Ôi. Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với channel của em nhé. Hôm nay nên cũng có một bác năm nay 70 tuổi đánh nục trên sông Giá các bác ạ. Cảnh vô cùng đẹp. Lưỡi bác đánh bó mồi. Quả lưỡi toàn tự làm thôi anh em này. Nay em mới chiêm ngưỡng quả lưỡi qua nhỉ. Đẹp như là mua luôn. Đây lưỡi làm các bác nhé. Đấy anh em nhìn sắc bé cực kỳ. Bác năm nay 70 tuổi, ông năm nay 70 tuổi rồi. Trời nắng quá em đang phải ghé đây, hôm nay đi quên không cầm ô, đang đợi nó muộn tí đi câu. Đây bác đánh cần ISO các bác ạ. Cần nhặt rất là mềm, rất là nhẹ. Đây là lưỡi tự làm mình xem này. Thép này là làm từ băng đạn đấy. Băng đạn AK đấy. Được rồi. Đó, bẻ tay không xoạc đâu. Đó, này. Kinh nhỉ. Đấy coi. Lưỡi thép làm từ băng đạn AK này, dã man chưa? Đây là lưỡi toàn lưỡi ông tự làm đấy các bác ạ. Nói năm nay ông 70 tuổi rồi. Đây là ông 70 tuổi lưỡi toàn tự làm rồi này. Anh em nhìn đẹp chưa? Đẹp như là mua luôn. Hôm này cũng là chiêm ngưỡng quả nào bằng tay dã man. Thép nó tốt, quan trọng là lưỡi này là thép nó tốt. Đóng bao nhiêu lâu mà nó không cùn. Anh em nhỉ, dính tay luôn này. Này cá đóng vào mới là mất chảy. Độ sâu nó là phải một phần. Đấy, đúng một phần. Đóng này nó khó bong nhỉ. Các bạn nhìn thấy cái ông bảo cái độ sâu một phần này. Đấy. Cá đóng vào mất chảy luôn. Có những quả mồi nó huyền thoại đi sâu lòng người các bác ạ. Mồi nó đi câu về thừa để mùi của nó phải nói bỏ ra cả làng người thấy luôn. Rất là thuyết phục. Mùa này chiều râm này câu rất là thích anh em nhé. Mùa này chỉ đi câu đêm, tối rồi. Tập tối này cá này cắn mạnh. Chiều tối cá sẽ nhiều lắm anh em ạ. Đấy. Đây anh em mình cá nó đẹp chưa? Ở trên này thì trên nó đường quốc lộ nên là xe nó chạy thì cũng hơi ồn các bác thông cảm. Đấy, cái con cá đông sướng nhỉ. Bật nó phẳng lặng nhìn cá phê. Cực nhiều cá luôn anh em thấy chưa? Dã man. Kể là cái này mà làm ổ lục bánh thì tuyệt vời anh em ạ. Ở sông trên này cái mùa này khoảng nước nó rất là yên nên anh em cái câu nhìn sóng nó không bị choáng cho thóc mặt. Nhiều lúc mà kiểu nó sóng to đấy, mình đi nhìn nó cứ dập dạp dành mà đến lúc quay ra nhìn bờ các bạn, bờ nó cứ đưa ra đưa vào nhìn chóng lại cả mặt mũi. Cá được thì không sao, cá không được cứ ngồi nhìn này. Về rất là mệt. Đấy các bạn nhìn cá đớp tăm rất là nhiều luôn. Đấy, mũ con, à, có hàng con. Mày chạy đâu con? Úi giời, ôi, ui hàng đẹp, ui hàng đẹp cho anh em ơi. Đấy, mũ con, à, có hàng rồi. Mày chạy đâu con? Úi giời, ôi, ui hàng đẹp, ui hàng đẹp cho anh em ơi. Mày chạy đâu con? Ua, chê anh em ơi, đẹp chưa? hàng đẹp chưa? Chế ta nha. Rõ. Rõ đấy bác ơi. Ồ, chế ta vàng đẹp quá. Ôi các bác nhìn này. Đây điểm đến nét các bác xem nhận được một chia vàng các bác ạ. Đẹp nhỉ. Cầu chiều tối muộn này hay dính là cái loại cá này. Ủa, đẹp chứ. Béo. Các bác nhìn này, béo chưa? Thích mắt thật, con này nó nuôi phao rất là thích mắt anh em ạ. Em quay cái đoạn cảnh nào đây cho bác nhìn xem con cá trê đẹp chưa này. Vàng tươi luôn, dập nó dậy thích mắt thế. Béo nhỉ. Con này nó có hai cái ngạnh các bạn ạ. Ui, vừa đóng phát chảy ra máu ấy. Con này về chỉ có kho tiêu là phê thôi. Đẹp quá. Chú đầu tiên. Nằm nguội quá vào cầu chiều tối này. Cứ bay bay nó đốt được mấy phát rồi. Nắng rồi anh em ơi, câu nguội sướng quá. Cá kìa các bác kìa. Đóng. Úi dồi, hàng luôn. Anh em ơi, cá này tô đồng sướng chưa? Phê quá. Đây, toàn loại tô đồng ngon chưa anh em ơi, vàng thế. Phê chưa các bác ơi. Cởi con tô đồng này, béo sướng nhá. Vào đây em ơi. Đội của anh sướng quá anh em ạ. Bác cái thủ ngồi trong kia đánh đục cũng được nhiều cá rô phết. Đánh đục mà đóng là rô mà kinh. Chết. Ui, cá rùa nó dậy hoang. Dậy gớm thế. Rồi con dậy sướng quá anh em ạ. Vàng tươi. Thích quá. Vàng tươi. Ôi. Cuốn hổ garo anh em ạ, thích quá. Đây các bác, các bác nhìn này, toàn các loại rô này thôi, nó tuy nó bé bé nhưng mà toàn rô ta, nếu không phải rô lai, rô này đám nó ăn nó sướng cơ, bé bé nhưng toàn rô ta thôi. Đây cho anh em xem cá dễ nhiều cực kỳ luôn, đấy bác kìa, cứ bùng nước liên tục thôi, đây cực kỳ nhiều hàng khủng luôn đấy anh em mình kia, dãy kìa. Này đúng các bác nào làm cái ổ lục chỗ này tuyệt vời còn ông mặt trời luôn. Đã mà làm cá thế. Anh em mình thấy cá dễ mần nước nhiều không? Không đúng. Vừa đóng hàng. Vừa đóng hàng. Cá của các bác ơi. Ui, con này có to, con này to. Ui, con này to quá. Cá của các bác ơi. Dắt ra. Ui, con này con rô cụ quá. Cái tầm tối này khi đóng hàng cá to các bác này, con tô cụ quá. Dã man. Con này cũng bằng cổ tay anh em ạ, phê chưa. Cổ tối này gặp hàng cụ đấy các bác ơi. Đấy. Trời ơi, hàng cổ tay kinh khủng. Rồi trên sông này to phết các bạn. Ôi các bác ơi, nó còn đỡ miệng rất là nhiều luôn kìa. Sướng thế. Bịch nào lên này. Ngồi lấy cá cứ nào đỡ miệng nhìn thích quá anh ạ. Mỗi tội hôm nay em đi mẹ mặc óc cọc này, cái tầm tối này mũi hoa nó đốt đi. Mũi hoa nó vào nó kìa. Địa điểm cô vô cùng đẹp. Nó mút quả dã man quá. Kéo lê dẹt. Rồ anh em ạ, kéo quả lê dẹt lên. Đẹp quá. Vào nha. Ui hãy ăn dính. Bác nhìn nó còn là vạch này. Vào đi em. Dạy làm gì nữa. Mày chết này. Úi giời. Wow. Một nhóc nó chơi cho nhỏ nhỏ nha. Ủa nó kêu. Trời thôi kêu gì. Được một nhóc chơi nhỏ anh em nhé. Con này nó nuốt sâu quá. Nuốt lưỡi sâu quá các bạn. Đúng ra này. Đây, cũng là chê ta luôn anh em ạ. Con này bé hơn con vừa đấy. Nó cắm. Đây, coi bác xem. Còn nhiều giống này cho vào đi kho này, tuyệt vời luôn. Đẹp nhỉ. Để chưa vào một con hàng của cụ nào đây nhỉ. Đấy, tuyệt vời mặt rồi. Ôi giời ơi. Điện. Wow, trời ơi. Một chú đòn bẻ anh em ơi. Một chú đòn bẻ. Xì đào quá. Mẹ nó bẻ quá. Vớt đi nhá. Món cỏ đẹp lắm mất. Tỉa đấy. Rồi đóng. Mày chạy. Rô bự. Rô bự luôn anh em ạ. Đây, theo bác chiều ngưỡng rô bự luôn nha. Con này đã chậm quá nhỉ. Anh em chiều ngưỡng rô bự. Đẹp quá các bác ơi. Đây. Này nó lấy hơi chậm. Wow. Cảnh đẹp quá anh em, cá nhiều thật đấy, em bác nhìn này, nó dẫy kìa. Phải nói cá trên sông nhiều vô đối đấy anh em mình nha. Có con to cực kỳ luôn, nó dãy đùm lên phát. Đấy, bên này cũng vậy các bác ạ. Câu rất là sướng luôn. Wow. Về anh em nhá, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.